Với những cái thân máy khoan bê tông bin hàng chính hãng của Mazda thì hôm nay các bác sẽ mua được cái mức giá rất chi là hời luôn. Đây sẽ là một cái thân máy bê tông bin mà có 3 chức lăng này các bác này. Cái này đầu mũi khoan 2-26 đầu gà nhá. Máy là sẽ có đảo chiều luôn. Máy thì là sử dụng là motor từ không chổi than và hàng chân bin phổ thông cho em các bác ạ. Đấy, về nhà nha các bác cứ lắp vào những cái quả bi chân bin phổ thông là các bác xài thôi. Đây, những cái quả bin như thế này này. Pin sẽ là những cái quả pin chân pin như này, các bác lắp pin 10 cell 15 cell. Đấy, hôm nay thì em sale tặng các bác một cái thân máy bê tông pin này thì giá quá là rẻ, giá quá là hời luôn. Đấy, các bác có thể mua nhá. Ở nhà các bác có pin có sạc sẵn rồi thì mình sẽ mua cái thân máy này về mình xài tận dụng luôn những cái quả pin sẵn có ở nhà. Còn trong trường hợp các bác mà chưa có pin này, liên hệ bên em đi. Đấy, bên em có rất là nhiều các mã pin. Pin từ pin 10 cell, 15 cell, 20 cell là cũng có và đầy đủ phân khúc giá. Để cho các bác có thể tham khảo để mình có thể lựa chọn mua tùy theo túi tiền. Và bây giờ là em sẽ thử cho các bác nha. Thử cho các bác xem là cái tiếng kêu của máy này, tốc độ vòng quay của máy này. Đây em đang lắp sẵn vào cái quả pin 20 cell của Tidy đây rồi. Em sẽ thử máy cho các bác nhà mình nghe này. Rất là khỏe khoắn luôn. Xài cực kỳ là êm và một mã sản phẩm mà phải nói rằng là bao xài cho tất cả em thợ làm công trình. Mà ngày hôm nay thì với mức giá sale gọi là giảm giá rẻ rẻ sập xà luôn cho em. Lên đơn mã này thì các bác nhớ gọi cho em là thân máy bê tông pin màu xanh. Hôm nay là em bán tặng các bác chỉ với mức giá là 550.000 đồng trên một cái thân máy thôi. Đấy, bác nào mua thì mình hãy nhanh tay đặt hàng nhá. Bởi vì là em còn số lượng ít nên là em sale giá rất là rẻ, giá rất chi là hời và hàng sẽ rất là nhanh hết đấy ạ. Đấy, bác nào chốt thì mình hãy nhanh tay nha. Liên hệ trực tiếp nhà em và nhớ đọc cho em đúng tên mã sản phẩm là thân máy khoan bê tông pin màu xanh với mức giá chỉ có 550.000 đồng. Lõi lọc nước hôm nay bên em về nhiều các bác nha. Sẽ có lõi đa lăng và lõi aqua để phục vụ cho tất cả các bác. Đây sẽ đều các bác mua lõi đa lăng này hay là lõi aqua nó cũng vẫn sẽ lắp vừa cho nhau. Sẽ là những cái hàng lõi lọc nước đa lăng mà các bác sẽ lắp vừa được cho tất cả các loại máy lọc trên thị trường. Từ máy aqua này đến kangaroo này hay là carofi là các bác vẫn cứ lắp vừa. Và bây giờ thật sự luôn các bác là chia sẻ các bác là cái nguồn nước thì rất là quan trọng các bác nha. Đấy, và với những cái lõi lọc nước như thế này, nếu mà mỗi một lần các bác thay á, các bác gọi thợ đến thì cái công ngày công của thợ bây giờ rất chi là cao. Mỗi một lần thay chỉ cần thay một bộ lõi lọc nước thôi các bác cũng đã mất mấy trăm nghìn rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên em sẽ có một cái chương trình chiên bán tặng cho các bác. Cái này thì em xỉ các bác thợ mua rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ quyết định là tri ân tương tác tới tất cả các bác này. Các bác có thể mua lẻ, mình mua một bộ, hai bộ. Nhưng mà ngày hôm nay mặc dù là các bác mua lẻ nhưng mà vẫn được tính tiền ngang với giá xỉ so với các bác thợ mua hàng chục bộ, hàng trăm bộ các nha. Các bác có thể lựa chọn cho em mua bộ 3 quả này hoặc là 4 quả. Em sẽ có cái mẫu này là mẫu đa lăng này. Đây, cái mẫu này là mẫu 3 quả lõi lọc nước đa lăng số 1, số 2 và số 3 đây. Đấy, bộ 3 quả đa lăng như thế này. Hôm nay giá chỉ có 100.000 đồng thôi các bác nha. 100.000 đồng cho bộ 3 quả lõi lọc nước số 1, 2, 3 như này. Giá là 100.000 và sẽ được hỗ trợ bao ship. Còn cao cấp hơn ấy, thì là các bác lấy sang hàng Aqua. Đây, Aqua nó là cái hàng này. Aqua là một bộ 3 quả như này, số 1, số 2 và số 3. Giá của nó sẽ là 150.000 và cũng sẽ được hỗ trợ miễn ship nhá. Đây là bộ lõi lọc nước 3 quả nhá. Ngoài ra nhá, cái riêng em nhấn mạnh các bác là riêng cái quả số 1 này này, cái quả số 1 này là các bác hay phải thay nhiều nhất, bởi vì là với cái quả số 1 này này các bác chỉ tầm độ 2 tháng, 3 tháng là các bác đã phải thay một lần rồi. Nếu như mà các bác muốn mua riêng thêm cái quả số 1 này, quả số 1, số 2, số 3, nếu bác là muốn mua riêng quả nào thì các bác có thể báo bên em để mình có thể mua riêng thêm. Còn mua nguyên một bộ như này 3 quả thì giá nó rất là rẻ. Và đây là bộ 3 quả nhá. Ngoài ra em có cả cái quả số 4, có cả quả số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Đấy, nhưng mà thường ấy thì là các bác hay thay cái bộ 3 quả này nhất. Đấy, bộ 3 quả là mình sẽ phải thay thường xuyên thì nó mới đảm bảo được cái nguồn nước nó sẽ an toàn khi mình sử dụng các bác nhá. Đấy, hôm nay thì lõi lọc nước là bên em về cái số lượng nó rất là nhiều. Cho nên là một cái chương trình tri ân giảm giá cho các bác đấy. Mua lẻ mà được tính tiền ngang với giá xỉ. Cho nên là các bác mình nhanh tay. Mình có thể mua bộ của đa lăng này hay là bộ của Aqua. Đấy, các bác có thể mua bộ 3 quả hoặc 4 quả nha. Thường là em thấy các bác là hay mua bộ 3 quả. Đấy, có hai mức giá cho các bác này. 100k hoặc là 150k. Được hỗ trợ miễn ship. Nhận hàng là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nha. Các bác ơi, hôm nay kho bên em còn là vài thùng máy cắt cầm tay của Daken nha các bác nha. Hàng chính hãng của Daken. Đây, cái mẫu máy này siêu đẹp luôn các bác ạ. Hôm nay do là cái số lượng nó còn ít cho nên là em sẽ share cho các bác nhà mình nha. Và em sẽ mở cho các bác nhà mình xem cái sản phẩm này nó sẽ bao gồm những cái gì nha. Rất chi là đầy đủ luôn các bác ạ. Thì đây sẽ là một con máy cắt cầm tay xài điện trực tiếp 220V đây ạ.
Đây cái mẫu máy này thì khi mà các bác mình nhận về nhá, trong này nó sẽ là hàng nguyên hộp này, hàng nguyên hộp chính hãng của Daken luôn cho em. Đây sản phẩm này, máy rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, dây điện rất chi là dài các bác ơi. Máy thì siêu nhỏ gọn nhá. Đây, máy này sẽ xài hàng công tắc cạnh nha các bác. Hàng công tắc cạnh như thế này này, phụ kiện đi theo này. Đấy, trong này sẽ có một cái tay cầm này, một cái tay mở này. Đấy và một cái ốp bảo vệ lưỡi như này cho các bác nha. Tức là nó sẽ có đầy đủ ba cái chi tiết phụ kiện như thế này luôn. Hôm nay thì do là cái số lượng trong kho nó còn ít nên là em sẽ sale giảm giá đặc biệt cho các bác. Đây sẽ là một cái mã sản phẩm em sẽ bán tặng tới tất cả những các bác khách hàng quen thuộc của nhà em. Thì cái sản phẩm này lúc trước là các bác đang phải mua với mức giá 550.000 và hiện tại bây giờ trên thị trường các bác vẫn đang phải mua với mức giá 550.000. Nhưng ngày hôm nay em sẽ quyết định em bỏ ra một cái mã sản phẩm này tri ân tương tác tới tất cả các bác nhà mình với mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ có 370.000 đồng. Đấy, mức giá gần như là chỉ bằng một nửa so với giá thị trường thôi. Và riêng cái con máy này nha, hôm nay bán tặng các bác là theo cái giá này là lộ mấy trăm nghìn một con luôn các bác ạ. Nhưng mà em sẽ bán tặng tới tất cả các bác để có một cái món quà gọi là tri ân tương tác tới tất cả các bác nha. Bác là vào chốt mình gọi cho em là máy mài điện của Daken loại công tắc cạnh. Đấy, những cái máy mà hàng công tắc cạnh ý, bao giờ các bác mua nó cũng đắt tiền hơn những cái hàng bình thường. Và đây nó sẽ là hàng chính hãng của Daken, là cái hàng tức là cái hàng chất lượng. Để mà một cái mã sản phẩm mà em sẽ bao xài cho tất cả anh em làm công trình chiến luôn nha. Có này sẽ có công suất là 850W này. Vòng tua của nó sẽ là 10.500 vòng trên 1 phút luôn các bác nha. Đấy, sử dụng lưỡi một tấc, lưỡi một tấc và hàng dây đồng 100% do là hàng công ty, hàng chính hãng lên nhà bác. Các bác thì mình cứ yên tâm đi. Bây giờ em sẽ quay chi tiết vào đây. Đấy, quay chi tiết vào đây để cho các bác có thể thấy nhìn rõ đến cái sản phẩm này. Đây sẽ là một con máy cắt cầm tay, phải nói rằng là hàng siêu nhỏ gọn luôn các bác nha. Đấy, bác nào mà mình đang muốn tìm kiếm một con máy cắt cầm tay mà nhỏ gọn này, làm nhẹ nhàng, cầm nó không có bị mỏi tay, làm cả ngày được, thì các bác hãy nhanh tay mình zing luôn cái em này về. Đấy, chốt đơn các bác nhớ nhá, liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại ở phần tiêu đề và gọi cho em đúng tên mã sản phẩm là máy mài Daken công tắc cạnh. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, có tem chính hãng đây này các bác này, hàng chính hãng nhá, nên là các bác nhà mình cứ yên tâm thật sự luôn. Hôm nay là các bác mua được cái con máy cắt này thì nó giá nó quá là hời luôn, hàng chính hãng mà giá thật sự luôn, rẻ hơn cả máy hàng ngoài. Cho nên là các bác nhà mình mà đang quan tâm thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm khi số lượng hàng vẫn chưa hết các bác ạ. Mỏ hàn xanh thì hôm nay lại cập bến về kho rồi các bác nha. Hôm nay thì em sẽ về kho một cái số lượng lớn cho nên là sẽ có một cái chương trình bán tặng cho các bác. Thì với những cái mỏ hàn này thì các bác sẽ mua về để mình hàn chì, hàn thiếc này. Và đặc biệt hôm nay thì có cái chương trình tặng cho các bác nha. Mua 1 tặng 2 nha các bác. Tức là các bác mua 1 nhưng mà các bác sẽ được 3 món luôn. Và cái mỏ hàn này thì sẽ thiết kế này, sử dụng điện trực tiếp 220V như này cho em. Ở đây các bác sẽ có thể tùy chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, cái này có thể tùy chỉnh nhiệt độ được này. Công suất sẽ là 60W, xài điện trực tiếp 220V rất là tiện lợi luôn đây này các bác. Đấy, mua về để mình hàn chì, hàn thiếc. Hôm nay thì sẽ được tặng kèm cho các bác đầy đủ cho em nguyên một combo như thế này. Đấy, khi mà các bác mua một cái mỏ hàn xanh này nhá thì là em sẽ tặng thêm cho các bác này. Đây, một cái túi đầu mỏ nó sẽ có 5 cái như thế này để lay mai á, các bác sử dụng lâu ngày là cái đầu mỏ kia nó hư nó hỏng thì mình sẽ có cái đồ để mình thay thế vào nha. Và đi theo này sẽ được tặng thêm một cái cục nhựa thông như thế này nhá. Đấy, cục nhựa thông nó sẽ trong một cái hộp rất là xinh xắn như thế này này. Đấy, cứ mỗi một máy là sẽ được tặng một cái cục nhựa thông như thế này. Và đây sẽ là một cuộn chì nữa. Đá một cuộn chì này thì nó sẽ có một ít cái chì ở đây để cho các bác về. Thế là các bác đã có đủ bộ đặc bác xà rồi. Cứ mỗi một máy thì sẽ được tặng kèm thêm nhựa thông và chì hàn, kèm theo cả đầu mỏ đầy đủ cho các bác. Đấy, tức là một combo nó sẽ tổng thể như này này, 4 món luôn đây các bác. Đấy, mua 1 tặng 3 luôn chứ không phải mua 1 tặng 2 đâu các bác. Đây, mua 1 cái mỏ hàn nhưng mà tặng kèm thêm 3 cái món sản phẩm như này luôn. Tức là mình mua 1 mà được 4 nha các bác. Mua 1 mà được 4. Giá thì gọi là giá siêu sốc cho các bác nhà mình. Chốt đơn cái sản phẩm này thì các bác chỉ cần liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên cái phần tiêu đề và trên màn hình, em sẽ để số điện thoại để cho các bác có thể liên hệ đặt hàng được nhá. Đấy, chốt đơn các bác cứ gọi cho em là mỏ hàn xanh. Với mức giá em bán tặng cho các bác là 99k. Quá rẻ luôn, mức giá rẻ bất ngờ luôn, rẻ nhất luôn, không đâu rẻ bằng luôn các bác ạ. Đấy, do là bên em về kho cái số lượng lớn, cái đợt này công ty nó còn có một ít thôi thì em ôm lô lốt, thì cho nên là cái giá thì rất chi là rẻ luôn. Đấy, có 99k thôi mà sở hữu một con mỏ hàn đẹp như thế này. Đấy, các bác cứ mua về hàn chì, hàn thiếc nha, cực kỳ là ngon luôn. Cái này thì nó sẽ có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác luôn, nên là xài thì cực kỳ là yên tâm các bác ạ. Đấy, bác là chốt thì mình nhanh tay nhá. Đấy, cứ chốt đơn gọi cho em là mỏ hàn xanh với mức giá 99k các bác ạ.
hàng siêu siêu xịn sò. Hôm nay có cái chương trình sale giá siêu rẻ cho tất cả anh em mình. Đây là cái thước rút tự hãm 7,5m anh em ơi. Cái thước rút này nó sẽ có thiết kế này, màu trắng rất chi là đẹp luôn. Đấy, nó pha thêm ít màu xanh này nữa. Thước này nó sẽ là hàng 7,5m và nó sẽ là thước rút tự hãm, cực kỳ là dày dặn, đẹp và chắc chắn nha, bao xài cho tất cả anh em thợ công trình. Và cái sản phẩm này em đã gửi tới tay rất là nhiều các bác khách hàng rồi. Bác nào mà đã mua 1-2 cái mua thử nha, là các bác lúc nào cũng phải quay lại mua thêm 5-7-10 cái nếu như mà các bác có nhiều thợ. Đấy, bởi vì là khi mà các bác nhận hàng, các bác chỉ cần cầm cái thước lên, các bác cảm thấy nó cực kỳ là ưng ý. Mà hôm nay với mức giá thì rất chi là rẻ luôn, mức giá chỉ có 50.000 đồng thôi. 50.000 đồng để sở hữu cái thước rút tự hãm 7,5m như này. Đây để em sẽ mở cho các bác mình xem nha. Đây, cái thước này nó sẽ là hàng tự hãm như này, và các bác nhìn cho em này, nó sẽ là hàng có lỗ ban nhá. Đây, hàng có lỗ ban luôn các bác ạ. Đấy, cái thước này thì nó có loại có lỗ ban và không có lỗ ban. Tuy nhiên là cái mức giá nhá, đáng lẽ ra là cái thước tự hãm có lỗ ban này em sẽ phải bán giá cao hơn, nhưng mà em vẫn cứ gửi tặng các bác bằng cái loại thước không có lỗ ban thôi. Đấy, và chốt thì các bác nhớ gọi cho em là thước rút tự hãm 7,5m, nhưng mà nhớ gọi cho em là loại màu trắng có lỗ ban. Đấy, để nhân viên thì em sẽ biết là cái mã này để gửi cho các bác đúng cái mã này, nó sẽ có lỗ ban, các bác xài là ok nha. Đấy, cái thước này thì các bác nhìn cho em này, nó rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn. Đấy, các bác kéo ra như này cho em. Đấy, kéo ra như này. Đấy, kéo rất chi là dài nhưng mà thước vẫn không hề bị gập. Đấy, rất chi là xịn sò luôn các bác ạ. Xịn sò con bò như thế này mà ngày hôm nay với mức giá có 50.000. Đấy, các bác lắp lại như này nha. Đó, rất chi là xịn sò, đẹp và chắc chắn lắm. Ngày hôm nay là có cái chương trình sale. Hôm nay thì em quyết định mang cái mã sản phẩm này ra, có cái chương trình sale tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác. Nên là bác nào mình đang có nhu cầu quan tâm cái thước này thì mình hãy nhanh tay lên đơn đặt hàng sớm. Các bác gọi cho em là thước rút tự hãm 7,5m, loại màu trắng có lỗ ban. Các bác nhớ gọi cho em là loại màu trắng có lỗ ban nha. Với mức giá chỉ có 50.000 thôi. Và đặc biệt, bác nào mà có cái đơn hàng 10 thước này thì sẽ được hỗ trợ bao ship. Còn nếu như mà các bác mua 1 cái, 2 cái thì mình có thể tham khảo, mình ghép chung đơn, đi chung đơn để không bị mất thêm phí ship hàng các bác nha. Hôm nay em có cái chương trình thanh lý cho các bác nhà mình cái máy thổi bụi và hút bụi của Hukan, hàng chính hãng luôn các bác nha. Hàng công ty, hàng chính hãng này, logo dập nổi. Con máy này thì các bác sẽ xài điện trực tiếp 220V. Nó sẽ có chức năng thổi bụi và kèm theo cả chức năng hút bụi cho tất cả các bác. Với mức giá rất chi là hời luôn. Hôm nay thì các bác mua được hàng công ty, hàng chính hãng, hàng chất lượng ngon, mà với cái mức giá cực kỳ là hợp lý luôn. Chốt đơn cái sản phẩm này thì các bác gọi cho em là máy thổi bụi điện của Hukan, loại công suất 650W, giá chỉ có 350.000 đồng thôi các bác nha. Giá 350.000 đồng mà các bác có thể sở hữu được một con máy thổi bụi đa năng, vừa thổi bụi và vừa kèm chức năng hút bụi luôn. Tuy rằng là em gọi là máy thổi bụi nhưng mà các bác sẽ có cả chức năng hút bụi luôn cho em nhé. Đấy, khi mà thổi bụi thì các bác sẽ lắp đặt như thế này. Đây, cái ống thổi và túi đựng bụi các bác lắp như thế này thì là mình sẽ sử dụng để thổi bụi này. Còn nếu mà hút bụi ý, hút bụi thì là các bác sẽ lắp như thế này cho em. Cái ống thổi các bác lắp qua đây và cái túi đựng bụi lắp qua bên này thì nó sẽ có chức năng hút bụi nha. Cái này thì sẽ xài điện trực tiếp 220V. Cái dây điện này là các bác cắm vào trực tiếp vào điện lưới là mình sẽ xài được nha. Hàng chính hãng của Hukan này, logo dập nổi như này cho em. Hukan là hàng công ty, hàng chính hãng và được sản xuất theo công nghệ của Mỹ nha. Nên là các bác xài thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác này, cái thông số kỹ thuật của cái máy này. Đây. Đấy, các bác nhìn cho em này. Công suất của nó sẽ là 650W nha. Đấy, cái này thì các bác thổi siêu mạnh này, hút cũng siêu mạnh luôn. Các bác làm gia đình này hay là anh em thợ thuyền dùng để thổi bụi, hút bụi thì cực kỳ là ok, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Hàng Hukan thì là hàng công ty, hàng chính hãng rồi. Đấy, cái sản phẩm này thì em đã gửi tới tay rất là nhiều các bác khách hàng rồi. Bác nào mà đã sử dụng qua thì cũng đều khen về sản phẩm chất lượng rất là tốt. Mà ngày hôm nay mua được cái giá sale nhá. Giá này sẽ là cái mức giá sale, em sẽ bao giá toàn quốc cho tất cả các bác nhà mình. Đấy, cái đợt trước thì nó có cái mức giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều, nhưng mà cái đợt này các bác đang được mua giá sale do là cái số lượng hàng trong kho nó còn ít. Cho nên là bác nào mình đang may mắn theo dõi được cái video này thì mình có thể nhanh tay đặt hàng nhé. Lên đơn nhớ gọi cho em là máy thổi bụi điện của Hukan, loại 650W, giá cho em sẽ là 350.000 đồng. Hôm nay em lại lên tiếp cho các bác nhà mình một cái mã sản phẩm hàng ngon, bổ và rẻ các bác nha. Đây là máy khoan pin 12V các bác ạ. Và lâu lắm rồi hôm nay em mới về kho được một cái lô máy khoan pin 12V. Ngày hôm nay thì sẽ có cái mã sản phẩm này, hàng cực kỳ là chất lượng và mức giá rẻ như cho, rẻ như tặng luôn các bác nha. Đây là máy khoan pin 12V của Kutan, hàng chính hãng luôn. Cái này thì nó sẽ thiết kế hộp giấy các bác nha. Mã này nó không có hộp nhựa. Đấy, nhưng mà giá rất chi là bèo bọt cho các bác nhà mình.
Một bộ sản phẩm này sẽ bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc. Pin sẽ là pin 12V, chân pin tam giác như thế này cho em. Sạc thì sẽ là sạc adapter. Và đây sẽ là một con máy khoan pin 12V, có chức năng khoan và bắn vít các bác nha. Đấy, máy chạy rất là êm luôn. Sẽ có thể điều chỉnh được 25 cấp độ trượt này. Máy có đảo chiều và chỉnh nút tốc độ 1-2 trên lưng máy như này. Máy sử dụng motor chổi than rất chi là mạnh nha. Cái này thì sẽ phù hợp cho những anh em làm mà mình làm điện tử nhá. Đấy, anh em sử dụng để bắn vít. Đấy, nó sẽ thay một cái tô vít để cho anh em mình làm nó sẽ không bị mỏi tay. Đó, nếu như mà anh em nào mình đang có nhu cầu muốn tìm mua một bộ máy khoan pin ngon, bổ, giá rẻ để mình có thể làm gia đình thì anh em hãy đừng bỏ qua cái mã sản phẩm này. Đây sẽ là một cái mã sản phẩm mà cực kỳ là ưng ý luôn. Bình thường ra ngoài thị trường thì một con máy khoan 12V anh em mình mua vẫn với mức giá 400-500 ngàn. Nhưng mà ngày hôm nay thì em xin phép là được bán tặng cho anh em mình nhá. Cái mã này hàng mới về kho nóng hổi luôn. Tuy nhiên là em sẽ quyết định là bỏ một cái mã sản phẩm này ra để sẽ là một cái món quà tri ân dành tặng cho tất cả các bác khách hàng yêu quý của nhà em. Chỉ với mức giá 280 ngàn đồng thôi. Quá là rẻ luôn. Bình thường nhá, một cái quả bi này các bác đi mua đã tầm cỡ 100, hơn 100 ngàn rồi. Ngày hôm nay 280 ngàn để nhận và nguyên một set như thế này, đầy đủ theo một thân máy, hai pin và một sạc. Giá quá là rẻ luôn. Đây là hàng thương hiệu chính hãng của Kutan các bác nha. Đấy, máy xài cực kỳ là êm luôn. Và đây sẽ là thông số kỹ thuật của máy này. Khi mà các bác có nhu cầu muốn chốt đơn cái mã sản phẩm này, các bác hãy liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình. Chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là máy khoan pin 12V màu đen của Kutan với mức giá 280 ngàn đồng. Giá quá là rẻ luôn, các bác không hề nghe nhầm đâu nha. Khi mà các bác nghe được giá cái sản phẩm này, em nghĩ rằng sẽ rất là nhiều bác ngỡ ngàng, nghĩ rằng là mình đang nghe nhầm. Các bác không hề nghe nhầm nha. Mức giá chỉ có 280 ngàn đồng trên một bộ. Đấy, và hôm nay em sẽ có khoảng tầm độ 450 bộ. Cho nên là bác nào mình đang may mắn theo dõi được cái video này, mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn hàng thành công các bác nha. Và bây giờ thì em sẽ lại lên tiếp cho các bác một cái mã sản phẩm ở phía bên này. Sẽ là những cái thân máy mài pin của hàng Kutan luôn các bác ơi. Hàng Kutan chính hãng như này. Đợt này em về được khoảng tầm độ 20 cái thân máy mài pin này. Em sẽ bán tặng cho các bác nha. Đây, cái sản phẩm này sẽ đi theo có một thân máy này, một tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi đi theo. Cái con này thì nó thiết kế này, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn cho em, hàng chính hãng của Kutan này, logo dập lỗ như thế này. Thiết kế hàng công tắc bóp nha. Công tắc bóp và có chốt hãm như thế này nha. Rất là dễ dùng và an toàn khi sử dụng. Máy sẽ là máy một tốc, sử dụng motor từ không chổi than. Máy này thì các bác sẽ điều chỉnh được 3 cấp độ nhanh chậm này. Và sẽ là hàng chân pin thông dụng nha. Ngày hôm nay thì một cái thân máy mài pin của Kutan như thế này em sẽ bán tặng cho các bác với mức giá chỉ có là 450 ngàn. 450 ngàn một thân máy chưa kèm theo pin và sạc. Và các bác sẽ lắp vào những cái quả pin chân pin như thế này. Bác nào chưa có pin mình nhớ mua thêm pin. Đấy, nhớ mua thêm pin và mua thêm sạc nữa là mình sẽ xài. Đây, cái máy này thì các bác cứ lắp vào pin phổ thông là mình xài thôi. Em đang lắp vào quả pin 15 cell của Kutan đây. Em sẽ thử máy cho các bác nghe nhá. Đấy, máy xài cực kỳ là êm luôn, rất là mạnh luôn các bạn. Điều chỉnh là 3 cấp độ nhanh chậm nha. Bao cho tất cả anh em mình làm thợ công trình xài ok thoải mái cho em. Với mức giá chỉ có 450 ngàn đồng thôi. Mà các bác mua được hàng chính hãng của Kutan xịn sò con bò như thế này. Bác nào chốt mình nhanh tay đặt hàng sớm lên đơn gọi cho em là thân máy mài pin của Kutan với mức giá 450 ngàn các bác nha. Mỏ hàn xung cái đợt này bên em về rất chi là nhiều nhá. Cái mỏ hàn này nó sẽ có độ lành tính cao, mỏ đồng, công suất là 100W các bác ạ. Các bác mua về để hàn trì hàn thiếc và hôm nay thì em sẽ bán tặng cho tất cả các bác với mức giá chỉ có là 170 ngàn đồng thôi.
170.000 đồng, nhưng các bác sẽ được hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nhà. Nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cái mỏ hàn này em đã gửi tới tay rất là nhiều các bác khách hàng rồi. Bác nào mà đã sử dụng thì các bác cũng đều phản hồi chất lượng cực kỳ là tốt luôn. Giá thành rẻ, chất lượng ok các bác nha. Đấy, và cái mỏ hàn này thì chưa kèm theo chì hàn với nhựa thông. Nếu bác nào có nhu cầu mua thêm chì hàn và nhựa thông là bên em cũng có. Cái đợt này em về cả chì bún cho các bác này. Đấy, chì bún như này. Mỗi một quận chì bún như này sẽ là 1kg nhá. Các bác có thể mua chì bún hoặc là mua chì tăm. Đấy, chì tăm thì nó sẽ chia ra là mỗi một quận là một lạng. Nhưng mà riêng cái chì bún này thì nó sẽ là một quận, nó sẽ là 1kg luôn. Còn nếu bác nào mà muốn mua một lạng thì em vẫn có thể là tách ra. Bác nào mà mua, các bác mà làm điện tử thì các bác có thể mua chì tăm là cái sợi chì mà nó nhỏ như cái sợi tăm ý. Còn cái chì này là chì bún này, các bác nhìn cho em. Chì bún thì trong này nó có sẵn nhựa thông rồi nha các bác nha. Đấy, chì bún này thì cái sợi chì của nó sẽ to như cái sợi bún mình ăn đấy ạ. Cái này các bác chốt thì gọi cho em là chì bún. Mình có thể lấy nguyên một cân như thế này hoặc là có thể lấy 1-2 lạng cũng được nhá. Nếu mà bác nào lựa chọn chì thì mình có thể liên hệ trực tiếp bên em để mình mua thêm chì này. Mua thêm chì hàn và nhựa thông nữa là về là các bác xài thôi. Và cái đợt này thì cái giá của nó rất là hợp lý đấy. Bác nào mà chốt đơn thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn hàng các bác nhá. Hôm nay thì bên em sẽ có một cái chương trình sale hàng giảm giá đặc biệt cho tất cả những bác làng mình đang may mắn theo dõi được cái video này. Em dọn kho nó còn lại một ít thân máy mài pin hàng chân pin phổ thông nha. Với cái mẫu máy cực kỳ là ngon và hôm nay với cái mức giá cực kỳ là bèo bọt để gửi tới tất cả các bác luôn. Em sẽ có cái thân máy mài pin màu đen và thân mài pin màu vàng, hàng thương hiệu chính hãng của Mazda. Đấy, với cái màu vàng này nó sẽ tương ứng với con Daiwat và màu đen này tương ứng với cái con máy Hitachi mà anh em vẫn đang mua ngoài thị trường với cái mức giá rất chi là cao tiền. Hôm nay thì em sẽ gửi từ anh em mình hàng chính hãng của Mazda như thế này. Hàng công ty hàng chính hãng nha, với những cái mã máy nó cực kỳ là đẹp luôn. Cái này là thân máy anh em nhá, thân máy chưa kèm theo pin và sạc, nhưng mà khẳng định khi mà anh em mình nghe được cái giá của nó thì sẽ là cái mức giá rẻ giật mình luôn anh em ạ. Với mỗi một cái thân máy mài này anh em mình sẽ có theo lại đây. Có một thân máy này phụ kiện tay cầm tay mở là ốp bảo vệ lưỡi là sẽ đầy đủ như thế này cho em. Mỗi một thân máy hôm nay sẽ được tặng kèm thêm là 3 cái món phụ kiện như thế này đầy đủ luôn anh em nha. Với một cái thân máy thiết kế là hàng chân pin thông dụng cho em này. Máy sẽ là máy một tấc này, sử dụng là công tắc bò cò bóp như thế này. Đấy, với cái máy một tấc không chổi than nhá anh em nhá, hàng không chổi than và điều chỉnh được 3 cấp độ. Cái máy này sẽ là cái máy màu đen này và bên này sẽ là cái hàng máy màu vàng này. Đây, anh em nhìn cho em này. Con máy màu vàng cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này cho em. Hôm nay thì em sẽ sale đồng giá nha. Anh em mình có thể mua máy màu đen hoặc là máy màu vàng và lên đơn gọi cho em là thân máy mài pin màu đen hoặc thân máy mài pin màu vàng. Ngày hôm nay sẽ đồng giá cho anh em mình với mức giá chỉ có là 350.000 đồng trên một thân máy và sẽ hỗ trợ miễn phí ship hoàn toàn anh em nhé. Mức giá rất chi là hời, rất chi là rẻ mà lại còn được hỗ trợ bao ship về tận nhà cho em. Nhận hàng anh em sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Lưu ý cho em đây là thân máy chưa kèm theo pin và sạc. Và anh em mình sẽ lắp vào những cái quả pin chân pin thông dụng như thế này. Pin 10 cell hoặc là pin 15 cell. Đấy, anh em mà chưa có pin, chưa có sạc thì mình có thể liên hệ bên em mua thêm pin và sạc. Em sẽ có cái sạc bàn màu đen hoặc sạc bàn màu vàng hoặc sạc adapter cũng có. Pin sẽ có rất là nhiều phân khúc pin. Pin 10 cell và pin 15 cell sẽ có đủ nha. Và bây giờ em sẽ thử máy để cho anh em mình nghe được cái tiếng kêu của máy này. Đây, cái mẫu máy của nó đã cực đẹp rồi và anh em chỉ cần nghe cái tiếng kêu của máy thôi nha. Đấy, sai phải nói rằng là êm ru như thế này cho em. Máy sẽ điều chỉnh được 3 cấp độ nhanh chậm. Đây là cái máy màu đen này. Và bên này sẽ là máy màu vàng nha. Đấy, cực kỳ là mạnh luôn. Anh em sẽ điều chỉnh được 3 tốc độ này. Sử dụng cắt và mài là đều ok luôn cho em. Hôm nay thì mức giá quá rẻ, quá bèo luôn. Và số lượng em còn rất là ít nha. Mỗi mẫu nó còn khoảng tầm độ 20 thân máy nữa.
Nên là anh em nào mà đặt hàng khi mà đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì mình hãy nhanh tay lên đơn hàng sớm khi số lượng hàng vẫn chưa hết là sẽ có đơn hàng thành công. Đấy, lưu ý đặt hàng đọc cho em đúng tên mã sản phẩm. Anh em mình đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình. Đấy, liên hệ alo hoặc nhắn tin. Đặt hàng đọc cho em đúng tên mã sản phẩm là thân máy mài pin loại màu đen hoặc loại màu vàng, đồng giá nhau là 350.000 đồng trên một thân máy và miễn phí ship. Anh em đang theo dõi được video thì anh em nào mà chưa bấm nút đăng ký kênh thì mình nhanh tay bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên. Vì cái đợt này bên em đang có rất là nhiều những cái chương trình sale hàng giá rẻ giá hời. Anh em đăng ký kênh mình sẽ nhận được thông báo sớm, là mình sẽ có cơ hội được vào xem video sớm vì có nhiều các mặt hàng số lượng ít. Lên xem được video sớm thì anh em sẽ có nhiều cơ hội để mua được hàng giá rẻ anh em nhé. Một mã sản phẩm với mức giá siêu hời để phục vụ cho tất cả anh em nhà mình. Đây là những chiếc máy sấy tóc anh em ơi, xài điện trực tiếp 220V nha. Với sản phẩm này, hàng công suất cực đại lên tới là 5.000W anh em ạ. Mỗi một máy thì sẽ theo một cái đầu sấy nóng như thế này nha. Cái này thì anh em mình có thể sử dụng sấy tóc này hay là làm những cái công việc gì phù hợp. Mình muốn sấy nóng, sấy lạnh thì anh em mình có thể là sử dụng những cái mã sản phẩm này. Đấy, để sấy nóng này, sấy tóc cực kỳ là ok luôn. Dành cho các bác làm gia đình hay là anh em thợ nha. Anh em thợ xài cái này cũng rất là tuyệt vời luôn. Hàng công suất cực đại đấy ạ, 5.000W luôn anh em ơi. Ngoài thị trường để kiếm ra một con máy sấy tóc đẹp xịn sò như thế này thì thật sự rất là khó. Cái máy này thì anh em nhìn cho em này, nó sẽ siêu to khổng lồ như thế này anh em nha. Một găng tay của em còn chưa hết cái thân máy này. Đấy, nó sẽ to hơn những cái mẫu máy khác ngoài thị trường rất chi là nhiều luôn. Mà hôm nay thì anh em mình sẽ mua được cái mức giá thật sự luôn, là nó sẽ là cái mức giá rẻ nhất thị trường cho anh em mình để có thể sở hữu được một con máy sấy tóc xịn sò và đẹp như thế này. Giá rẻ thì anh em mình hãy nhanh tay mình liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình và đặt hàng. Em nhớ gọi cho em làm máy sấy tóc nha, với mức giá chỉ có 199.000 đồng thôi, được hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc. Ở đây nó sẽ có hai cái công tắc này để tắt mở và điều chỉnh nóng lạnh ở đây anh em nha. Xài điện trực tiếp 220V thì cực kỳ là tiện lợi rồi. Và với mức giá siêu rẻ, siêu hấp dẫn như thế này, dây điện dẫn của nó thì rất chi là dài cho anh em mình sử dụng, cực kỳ là ok nha. Anh em chốt đơn thì nhớ gọi cho em là máy sấy tóc với mức giá chỉ có là 199.000 đồng. Cái này phù hợp cho mọi người mọi nhà, nhất là chị em phụ nữ nha. Khi mà chị em gội đầu xong có cái máy sấy tóc này, như ngoài tiệm là người ta sẽ sấy khô tóc cho mình. Đấy, ở nhà thì mình không đi ra ngoài tiệm, mình có thể vẫn có thể là làm như ngoài tiệm luôn. Đấy, gội đầu xong cái là mình sấy khô chân tóc đi thì sẽ không bao giờ bị lấm da đầu đâu chị em nha. Đấy, anh em nào, chị em nào mình chốt đơn thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em nhá. Em sẽ lên tiếp, bên này sẽ là hai cái mẫu máy cạo râu bằng pin, cực kỳ là tiện lợi, ok và xịn sò quá anh em ạ. Đầu tiên đây sẽ là một bộ máy cạo râu bằng pin loại màu vàng. Đấy, loại màu vàng nguyên hộp như thế này nha. Nó sẽ có cái lắp đậy ở đây này. Đây anh em mình về đậy lắp vào đây nha. Thì nó sẽ có cái hộp nhựa như thế này cho anh em mình đậy vào đây. Đấy, dùng xong bảo quản trong cái hộp nhựa như thế này cho em, quá là tiện lợi luôn rồi. Đây máy này. Đấy, dùng đậy lắp thì anh em mình sẽ đậy lại như thế này nha. Đậy lại như thế này đấy ạ. Đấy, mở lắp ra này. Đây, trong máy thì đã có thêm một cái lưỡi cạo rồi. Tuy nhiên, anh em sẽ được tặng thêm một cái lưỡi cạo này, là lưỡi cạo sơ cua, để lay mai mình thay thế nha. Nhưng mà cứ yên tâm cho em là một cái lưỡi cạo này là anh em dùng phải cỡ độ 2-3 năm mình mới phải thay nha. Và có một cái chổi quét râu đi theo này, một cái củ sạc như này đi theo nữa. Cái này nó sẽ sử dụng bằng pin. Khi mà anh em mình dùng hết pin thì mình sẽ cắm điện trực tiếp 220V mình xài. Đấy, cái này thì đây, cắm điện trực tiếp 220V, nạp có pin cái là cứ thế là mình để sử dụng thôi nhá. Cái phần công tắc này bật lên thì nó sẽ là một cái lưỡi cạo để tỉa tóc mai như thế này. Đấy, còn bên này bật lên là máy chạy này. Máy xài cực êm luôn. Cái phần này là phần lưỡi cạo đây ạ. Đấy, cái này thì rất là dễ sử dụng nha, an toàn tuyệt đối 100% luôn, không có bị đau rát chảy máu như là các bác dùng bằng dao lam đâu. Cái này chốt đơn gọi cho em là máy cạo râu bằng pin loại màu vàng, với mức giá chỉ có 150.000 một hộp thôi và sẽ được hỗ trợ bao phí ship luôn nha. Ngoài ra các bác có thể tham khảo thêm cái bộ máy cạo râu bằng pin loại màu đen. Đây, loại màu đen thì nó sẽ theo một cái chổi quét râu như này đi theo nha.
cái củ sạc thì nó sẽ kết hợp luôn ở trong máy rồi. Đây nha, mình bật đây đây là có ra củ sạc rồi này. Đấy, sạc điện trực tiếp 220V nha. Cái máy màu đen này nó sẽ có hai cái đầu lưỡi cạo này. Đây, bật công tắc này lên. Đấy, cứ như thế này là mình sử dụng thôi. Quá là tiện lợi luôn, xịn sò cực kỳ luôn mà giá rẻ anh em ạ. Có 150.000 thôi, dùng nó sẽ an toàn tuyệt đối 100% luôn, không có bị đau rát chảy máu như anh em dùng bằng dao lam đâu nhá. Anh em nào mình chốt máy cạo râu bằng pin, mình hãy nhanh tay đặt hàng và lựa chọn loại màu vàng hoặc loại màu đen, đồng giá nhau anh em ạ, loại nào cũng đều ok và chất lượng hết. Hai cái mã sản phẩm này là bên nhà em đã có rất là nhiều trải nghiệm rồi, các bác khách hàng đã mua rất là nhiều rồi và các bác đều khen về chất lượng sản phẩm cực kỳ là tốt, nên là anh em mình quan tâm thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn hàng thành công anh em nha. Siêu rẻ luôn các bác ạ. Hôm nay thì với những cái viên đá cắt sắt của HD, hàng xịn sò con bò như thế này và các bác sẽ mua được cái mức giá nó rẻ chỉ bằng 1/4 giá so với thị trường thôi các bác ạ. Đây, với những cái viên đá cắt sắt của HD như này nhá, hàng chuẩn xịn loại 1, hàng của HD này rất là xịn sò luôn. Cái đá này là đá cắt sắt nha, cực kỳ là dày dặn, đẹp và chắc chắn như này cho em. Đá hay ra ngoài thị trường thì các bác sẽ phải mua với mức giá là 10.000 một viên. Hôm nay thì em sẽ có cái chương trình tri ân bán tặng cho tất cả các bác nhà mình. Đá này thì sẽ là đá một tấc nha, đá một tấc đấy ạ. Các bác về lắp vào những cái máy cắt máy mài phi 100 là mình xài nha. Bình thường các bác mua lẻ là 10.000 một viên ở ngoài thị trường đúng không ạ? Hôm nay thì em sẽ tri ân bán tặng các bác nhà mình nguyên một hộp luôn nha. Đây, nguyên một hộp nó sẽ là như thế này. Đấy, em đang mở một hộp ra rồi đây này. Đấy, một hộp như này nó sẽ là có 4 cái sấp như thế này các bạn. Có 4 cái sấp như này và tổng thể nó sẽ là 100 viên đá cắt sắt của HD đá một tấc. Mà giá quá là rẻ luôn các bác nha. Đấy, hệ giá chỉ có 250.000 thôi. Bình thường các bác mua lẻ là 10.000 một viên. Đấy, bây giờ tính ra nó vào có 2.500 một viên. Đấy, hệ giá nó chỉ bằng giá 1/4 so với giá thị trường thôi các bác nha. Quá rẻ, quá tiện luôn. Đấy, các bác nhanh tay mình lên đơn cho em là 100 viên đá cắt sắt HD với mức giá chỉ có 250.000 đồng thôi các bác ạ. Giá quá rẻ luôn. Cái đợt này em có cái chương trình xả kho bán tặng cho các bác. Cái giá này là giá xả kho, giá lỗ vốn rồi, cho nên là em sẽ chưa hỗ trợ bao ship cho các bác cái sản phẩm này. Đấy, bác nào mình mua thì sẽ cộng thêm 30.000 tiền phí ship. Còn trong trường hợp bác nào mà có những cái đơn hàng là mình được bao ship rồi thì mình có thể bổ sung nha. Mình có thể bổ sung, mình đi chung nguyên một hộp đá cắt như này thì mình sẽ không mất thêm tiền phí ship đâu. Đấy, cái giá của nó rất chi là rẻ, rất chi là hời. Và cái đợt này trong kho của em số lượng nó cũng không còn nhiều, cho nên là bác nào chốt cái mã sản phẩm này mình nhanh tay lên đơn đặt hàng gọi cho em là 100 viên đá cắt sắt của HD với mức giá chỉ có 250.000. Quá rẻ luôn các bác ạ. Hàng siêu giảm giá luôn các bác ơi. Hôm nay thì em sẽ có một cái mã sản phẩm với cái mức giá cực hời, giá rẻ nhất từ trước đến nay, rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ, rẻ nhất trong lịch sử điện máy các bác ạ. Đây là một bộ máy khoan pin nha, một cái bộ máy khoan pin cực kỳ là đa năng và tiện lợi luôn các bác ơi. Ngày hôm nay thì với mức giá rẻ sắp xa để phục vụ cho tất cả các bác nhà mình. Đấy, bác nào mình có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác hãy nhanh tay mình liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình là mình có thể đặt đơn cái mã sản phẩm này nha. Em sẽ đi chi tiết cho các bác này. Một cái mã sản phẩm này thì các bác nhận về cho em sẽ rất chi là đầy đủ luôn các bác ơi. Hàng của Mazda, hàng chính hãng của Mazda cho em nha. Đây sẽ là một bộ máy khoan 3 chức năng, hàng đa di năng cho các bác nhà mình này. Đấy, máy thì xài cực kỳ là êm ái như này cho em nha. Có 3 chức năng. Đây là chức năng bắn vít này, chức năng khoan và chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Đấy, các bác sử dụng chức năng nào thì các bác xoay cái chức năng đó về cái chiều tam giác này này. Đấy, cái chiều tam giác, chiều mũi tên này cho em. Và máy thì sẽ có thể điều chỉnh được 25 cấp độ chuột, đầu kẹp 10 ly tự siết như thế này. Máy rất chi là nhỏ gọn, khỏe, đẹp cực kỳ luôn các bác nha. Cái dòng này thì nó sẽ thiết kế sử dụng motor chổi than cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Đầu kẹp 10 ly và các bác sẽ lắp được đến mũi khoan 10 ly đổ lại cho em. Dòng pin 21V, pin 5 cell như thế này. Nguyên một bộ sản phẩm bao gồm đầy đủ một thân máy, hai pin và một sạc. Đấy, hai quả pin cho em, một cái sạc, có cả cái móc treo máy này. Và kèm theo sẽ là một cái bộ phụ kiện như thế này. Hơn 20 chi tiết phụ kiện mũi khoan, mũi vít và có cả con sâu bắn ốc ở chỗ khó cho các bác nhà mình luôn nha. Và nguyên một bộ sản phẩm như thế này mà giá rẻ quá, hời quá luôn các bác ạ. Bình thường giá thị trường các bác mua với mức giá 750.000 một bộ. Hôm nay thì em sẽ xin phép tri ân tương tác cho tất cả các bác khách hàng. Các bác lên đơn cho em là khoan pin Mazda loại pin 5 cell. Khoan pin Mazda 5 cell màu xanh các bác nha.
với mức giá chỉ có 399.000 đồng. 399.000 đồng thôi nha các bác. Nhận về nguyên một combo, nguyên một set như thế này. Bình thường với một cái quả pin 5 cell như thế này, các bác ra thị trường mua là cũng phải tầm cỡ 200.000 một quả rồi các bác ơi. Ngày hôm nay với mức giá 399.000 đồng, các bác nhận về nguyên một combo, nguyên một hộp đầy đủ phụ kiện đi theo rất là nhiều như thế này. Đấy, với cái bộ sản phẩm này thì sẽ phục vụ cho tất cả anh em mình làm gia đình này, hay là làm anh em thợ, anh em mà cần những cái con máy bắn vít này nhỏ gọn nhẹ nhàng làm không bị mỏi tay thì anh em đừng bỏ qua mã sản phẩm này nha. Lên đơn nhớ gọi cho em nè, khoan pin màu xanh của Maza loại pin 5 cell giá chỉ có 399.000. Và em nhấn mạnh cho các bác nhà mình, cái con máy này thì nó sẽ tương ứng với cái con máy khoan pin của Maita 5 cell ấy các bác ạ. Đấy, nó sẽ tương ứng hình thức, nó sẽ như con Maita, chỉ có điều nó khác tên khác hãng thôi. Cái chất lượng của nó sẽ tương đương với con Maita 5 cell các bác nha. Lên đơn cho em nè, khoan pin màu xanh của Maza loại pin 5 cell đá hệ với mức giá chỉ có 399.000 đồng thôi, quá rẻ luôn các bác. Mà bỏ qua mã sản phẩm này thì tiếc, cực kỳ là tiếc đấy ạ. Hôm nay thì em lại có một cái mã sản phẩm gọi là siêu siêu giảm giá cho các bác nha. Đây là một cái máy khò nóng của T-Box các bác ơi, hàng chính hãng luôn, cực kỳ là xịn sò luôn nha. Cái máy này thì các bác sẽ xài điện trực tiếp 220V và công suất cực đại lên tới là 2000W luôn các bác ạ. Và các bác nhìn xem cái mẫu máy nó sẽ như thế này nha. Quá là đẹp luôn. Cái sản phẩm này thì em nói thật sự là gửi tới tay rất là nhiều các bác khách hàng rồi, và bác nào dùng cũng đều rất chi là ok, rất chi là khen về chất lượng của sản phẩm này. Mỗi một cái máy này các bác còn được tặng kèm thêm này. Đấy, nó có những cái đầu khò như này cho các bác. Đấy, rất chi là đẹp và chắc chắn luôn các bác. Đấy, mẫu mã đẹp. Đấy, về các bác sẽ lắp đặt lại là các bác sử dụng nha. Cái này hôm nay thì các bác chốt đơn gọi cho em là máy khò xanh nhá. Máy khò xanh. Hôm nay thì có một cái chương trình giảm giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác, chỉ với mức giá có 299.000 đồng thôi. Em nói thật sự các bác, chứ với cái mức giá này mà các bác vẫn còn không nhanh tay mình chốt đơn nữa thì thật sự luôn là không biết có bao giờ mình mua được cái máy khò là với cái mức giá rẻ như thế này đâu ạ. Đấy, hàng chính hãng mà mua với cái mức giá hời, hàng chính hãng mà lại còn công suất cực đại nữa các bác nha. Giá chỉ có 299.000 đồng thôi. Và chỉ có trung tâm điện máy Ngọc Mai mới có được cái mức giá tốt như thế này để gửi tới các bác. Đấy, cái này do là trong kho nó số lượng nó không còn là bao nhiêu nữa, cho nên là em sẽ chiên bán tặng các bác. Em sẽ bỏ ra cái mã sản phẩm này sẽ xả sập sàn cho các bác. Đấy, để khi mà các bác về các bác xài nha, các bác thấy chất lượng ok, chất lượng tốt, thì khi là các bác có nhu cầu máy móc dụng cụ đồ nghề thì các bác nhớ ủng hộ bên một đơn hàng nha. Đấy, mức giá rất là hời luôn, chỉ có 299.000 đồng, dành tặng riêng cho tất cả những bác nào mà may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này của em. Đấy, các bác lên đơn gọi cho em là máy khò xanh giá 299.000, quá rẻ luôn. Hôm nay thì em sẽ lên tiếp tục cho các bác một cái mã sản phẩm giá siêu hời luôn các bác ạ. Hôm nay thì em ôm lô thanh lý ở công ty, nó có 200 cái mỏ hàn thiết nha các bác, mỏ hàn điện tử nha. Cái này hôm nay các bác chốt đơn cho em cái mỏ hàn xanh này, giá rẻ như cho luôn các bác ạ, phải nói rằng rẻ nhất thị trường. Đây các bác nhìn cho em nhá, chưa bao giờ mà có cái mức giá nào rẻ như thế này đâu. Cái giá này thì nói chung là công ty đang xả cho các bác cái giá lỗ vốn, cho nên là các bác nhanh tay. Đấy, đặt hàng các bác gọi cho em mỏ hàn xanh nhá. Đây là các bác nhìn cho em này, cái thông số kỹ thuật của máy này. Đấy, xài điện trực tiếp 220V nhá, công suất là 60W đây này. Cái nút màu vàng này này, cái nút màu vàng này nó sẽ là cái nút chỉnh tốc độ đấy ạ. Đấy, cái này chỉnh cái độ nóng nha các bác nha. Các bác chỉnh tối đa lên tới là 450 độ đây này. Đây các bác nhìn cho em, cực kỳ là xịn sò luôn. Khi mà các bác hàn nha các bác, có thể là cảm nhận theo cái cảm nhận của mình hàn ở cái mức độ nào mà nó vừa phải. Đấy, cái này thì nó sẽ có cái nút chỉnh như này cho các bác. Đấy, cái đầu mỏ hàn này thì nó rất là tiện lợi luôn nhá, xài điện trực tiếp 220V nên là về cứ thế là các bác xài thôi. Hôm nay thì mua được cái giá rất chi là hời và lại còn được nhận thêm phần quà tặng nữa, mua 1 tặng 3 các bác. Đấy, hôm nay là em sẽ có chương trình mua 1 tặng 3 cho các bác. Tức là khi mà các bác mua một cái mỏ hàn xanh như thế này nhá, các bác sẽ được nhận về 3 cái phần quà tặng. Đầu tiên là các bác sẽ được tặng một cái túi đầu mỏ 5 cái như thế này, để lấy mai các bác thay thế này. Và thứ hai nữa là em sẽ tặng cho mỗi bác là một cái cuộn thiết nho nhỏ như thế này để về các bác xài nhá. Và tặng thêm cho các bác là một ít cái nhựa thông như này nữa này. Đấy, tức là các bác mua một sản phẩm mà được tặng 3 sản phẩm luôn. Đây các bác nhìn cho em này, một bộ là nó sẽ như thế này. Đây nha. Đấy, sẽ có một mỏ hàn này, được tặng thêm một túi đầu mỏ 5 cái như thế này, tặng thêm cả thiết này và chì hàn như này cho các bác này. Đấy, rất là đầy đủ luôn nha. Rất là đầy đủ như thế này này các bác ơi.
Đấy, mà chỉ với mức giá bao nhiêu ạ? Rẻ lắm luôn các bác. Mức giá này nghe thì phải nói rằng là bác nào cũng phải giật mình. Đấy, hôm nay thì mức giá 99k. 99k để sở hữu một cái mỏ hàn điện tử cực kỳ là xịn sò như thế này nha các bác. Đấy, em sẽ có 200 bộ nha. 200 bộ dành tặng cho bác nào mình hôm nay mình nhanh tay nhất thì là mình sẽ có cơ hội để mua cái mỏ hàn này với mức giá 99k. Đấy, bình thường là các bác trước đây là các bác đang phải mua với mức giá là 150.000. Trước đây là các bác được mua mức giá là 150.000 nhưng mà nó không có được tặng kèm thêm những cái phần quà như thế này. Đấy, cái phần quà này của em trị giá hàng bao tiền rồi. Hôm nay là các bác đã mua được giảm giá sập sàn có 99k thôi mà lại còn được nhận rất là nhiều những cái quà tặng như thế này các bác nha. Đấy, giá rất là hời đấy, cho nên là bác nào chốt cái này mình hãy nhanh tay. Khi mà đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình để mình đặt hàng nhá. Lên đơn các bác nhớ gọi cho em là mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh tặng kèm chì hàn và nhựa thông, các bác nói rõ như vậy cho em. Đấy, chốt đơn cho em gọi là mỏ hàn xanh tặng kèm thêm chì hàn và nhựa thông với mức giá cho em là 99k. Quá rẻ quá hời luôn các bác ạ. Đấy, cái mỏ hàn này nhá thì là các bác sẽ tùy chỉnh được nhiệt độ lên, nó rất chi là tiện lợi luôn. Tùy chỉnh nhiệt độ lên tối đa là 450 độ C cho em. Đấy, cái này các bác mua về để hàn chì hàn thiếc nha. Các bác xài gia đình thì tuyệt vời rồi, hoặc là các bác thợ nhá, nhất là các bác thợ điện tử thì dùng thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, đây là cái mỏ hàn xanh nhá. Ngoài cái mỏ hàn xanh này ra thì các bác có thể tham khảo thêm cho em những cái mỏ hàn đen như thế này. Đây, cái mỏ hàn đen thì hôm nay nó không có cái chương trình tặng các bạn. Mỏ hàn đen thì nó cũng rất chi là chất lượng, nhưng mà hôm nay thì cái mỏ hàn đen thì nó không có chương trình tặng. Cái mỏ hàn đen này nếu mà các bác chốt thì giá của nó sẽ là 240.000. Đấy, cái mỏ hàn đen này thì nó sẽ không được tặng thêm chì hàn với nhựa thông, nhưng mà nó sẽ được tặng thêm cái túi đầu mỏ 5 cái như thế này để các bác thay thế nhá. Còn nếu như mà bác nào mà muốn dùng cái mỏ hàn đen này thì các bác lên đơn xem là mỏ hàn đen, giá của nó là 240.000. Cái mỏ hàn đen này này thì nó sẽ có tùy chỉnh nhiệt độ và nó có hiển thị số ở trên này cho các bác nhìn. Đấy, cái này nó có hiển thị số luôn thì các bác dễ chỉnh hơn. Còn cái mỏ hàn xanh thì nó cũng vẫn cứ ok. Đấy, các bác dùng cái lạm được màu xanh hoặc màu đen nhá. Để em nhấn mạnh các bác hôm nay thì cái màu xanh nó đang có cái chương trình giá rẻ mà lại còn được tặng quà nữa, cho nên là các bác nhanh tay. Đấy, lên đơn cho là mỏ hàn xanh là 99k, mỏ hàn đen thì sẽ là 240k các bác ạ. Đấy, giá rẻ giá hời ơi là hời luôn. Bác là chốt thì mình nhanh tay nhá. Đấy, phần quà tặng như thế này cho em. Đấy, mỗi một cái mỏ hàn xanh này tặng kèm thêm chì hàn nhựa thông và cái túi đầu mỏ 5 cái như này nha. Còn mỏ hàn đen thì lưu ý cho em là chỉ được tặng túi đầu mỏ thôi, không tặng kèm thêm chì hàn nhựa thông đâu. Đấy, mức giá rẻ bất ngờ cho tất cả các bác nào may mắn theo dõi được trực tiếp video. Các bác hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Và đây là những cái mỏ hàn thiếc các bác nha. Ngoài những cái mỏ hàn thiếc này ra, hôm nay thì bên em cũng có cái chương trình xả cho các bác. Ở đây sẽ là cái lô máy hàn que, máy hàn một chức lăng nhá. Máy hàn của Hukan. Cái mẫu này là cái mẫu có hộp nhựa các bác. Đây, mẫu có hộp nhựa như này. Mỗi một bộ máy thì nó sẽ đựng trong một cái hộp nhựa như thế này, rất chi là đẹp và chắc chắn cho em. Các bác xem này, nguyên một bộ sản phẩm này nhá thì nó sẽ có một cái hộp nhựa máy đựng máy này, một máy này. Đấy, và đi theo máy thì nó sẽ được tặng kèm thêm là một đôi găng tay. Đấy, các bác được tặng kèm thêm là một đôi găng tay như thế này cho em nhá. Và tiếp theo sẽ là có dây hàn này, kìm hàn kẹp mát này. Đấy, đủ bộ luôn. Và được tặng kèm cho các bác ở đây là nó sẽ có 5 cái que hàn. Đấy, tặng kèm các bác là 5 cái que hàn nha. Và tiếp theo thì sẽ là có cái dây để đeo máy như thế này này. Và có cả cái kính như này nữa nha. Tiếp theo còn có cả cái búa gõ rỉ cho các bác đây. Có cả cái búa gõ rỉ như thế này. Đây, cái máy hàn này là máy hàn của Hukan, hàng chính hãng đấy các bác. Máy chuyên hàn que, model là MMA 200ml. Đấy, cái này thì các bác nhìn cho em này, con này thì nó nhỏ gọn nhá, con này nó nhỏ gọn lắm đấy ạ. Đây, cái mặt trước này có cả đồng hồ báo cho các bác đây nha. Và cái mặt sau này, đây mặt sau nó sẽ như thế này, có công tắc tắt mở này và có quạt đóng mát như này. Cái mỏ, cái máy hàn này thì các bác gọi cho em là máy hàn của Hukan, loại có hộp nhựa nha. Đấy, bác nào mà ưng cái mẫu máy hàn này thì là các bác lên đơn cho em, cứ gọi cho em là máy hàn của Hukan loại có hộp nhựa nha các bác nha.